Xin chào các bạn, lại quay trở lại với kênh video của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thế nào để chúng ta có thể đẩy được các cái bài tượng và cách đánh bóng chi tiết cũng như chúng ta đẩy cái bài của mình lên một cái trình độ cao hơn. Đây là một cái bài của học viên online của mình đang trong quá trình cấp tốc. Thì mình sẽ sử dụng một số công cụ để mình edit cái phần này. Thì sau khi mà mình edit cái phần mẫu sát với bài vẽ thì chúng ta có thể nhìn thấy so sánh giữa các cái phần mẫu và bài vẽ của các bạn. Thì đây cũng là một cái cách mà để các bạn khi mà các bạn học vẽ xong, đúng không? Vẽ xong thì chúng ta có thể hoàn toàn dựa trên những cái phần có sẵn để các bạn có thể đánh bóng cũng như điều chỉnh theo cái phần mẫu này. Thì thường thì các bạn online thì sẽ không có cái điều kiện để mà các bạn ý tập trung vào các cái bài vẽ tượng thật, đúng không ạ? Tại vì một số các bạn thì có điều kiện thì bạn cũng chỉ mua được một vài con tượng thôi. Đấy. Còn khi mà chúng ta đến lớp học thì chúng ta có thể vẽ được rất nhiều các loại tượng khác nhau. Thế cho nên là tối ưu nhất của các bạn là chúng ta có vẽ trên các cái phần ảnh. Thì thời gian đầu thì các bạn có thể làm như vậy. Sau đó dần dần khi các bạn quen rồi thì chúng ta sẽ tiếp cận dần với các cái bài liên quan đến phần mẫu thật nhá, mẫu thật và thực tế hơn. Tại vì đi thi thì chúng ta cũng hình dung như vậy. Đấy. Vì một số các bạn mà vẽ tượng đi thi thì các bạn cũng cần phải vẽ mẫu thực tế chứ không thể nào chúng ta vẽ bằng ảnh được, đúng không ạ? Trừ một số các cái nước như là Trung Quốc thì các bạn có thể thấy cái vấn đề là họ sử dụng ảnh để họ làm. Ở đây thì mình sẽ lấy cái màu sắc độ, cái vị trí đậm nhất đi. Cái vị trí nào đậm nhất, đen nhất ở đây. Không có thì mình sẽ phải tăng dần sắc độ vào. Nó không có, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tăng cái phần này vào đây. Thì bây giờ giả dụ bây giờ chúng ta sẽ hiểu là cái bài này nó dựng đúng hình này nhá. Tại vì cái phần quy trình hình thì mình cũng đã sửa rồi. Để đúng đúng được 100% thì bạn này làm nó cũng không đúng được 100%. Nhưng ở cái mức độ tầm 90% trở lên thì nó cũng đã ok. Thì cái bài này các bạn có thể thấy là nó rất là nhạt, đúng không ạ? Nhưng nó có một cái phần tổng thể hài hòa khá là tốt. Đấy, từ đấy thì các bạn có thể hoàn toàn đẩy cái bài của các bạn lên dễ dàng được. Thì bây giờ giả dụ như cái bài này của các bạn làm trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ thì như vậy chúng ta còn khoảng 15 phút hay là 30 phút thì chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải tăng cường cái sắc độ cho các cái vị trí tối đi. Thì cái này thì các bạn dùng bút 4B, 5B tùy vào cái bài của các bạn là như thế nào. Đấy. Thì các bạn làm. Nếu như các bạn vẽ ở ngoài ấy, thì có thể các bạn vót đầu bút nhỏ một chút nhé. Qua tập bút nhỏ một chút thôi. Và chúng ta tăng cường đậm lên một tí. Thì đây là cái quy trình phân mảng rồi. Đấy, như các bạn nhìn thấy phần mắt này. Phần mắt này của bạn thì của bạn này thì mẫu nó cũng đang hơi hơi là gì ạ? Hơi là đậm. Thế nhưng mà cái phần này của bạn thì đang làm rất là nhạt. Đấy, thì các bạn có thể tăng cường một cái lớp nét phủ cho nó bằng 3B trước, thì sau đó mình sẽ làm bằng 4B. Cái lớp nét bên trong ấy thì các bạn sửa theo từng cái kiểu cách của các bạn rồi. Đấy. Chúng ta đánh nó từ từ, đúng không? Và chúng ta cũng không cần đánh nó quá đen vội. Các bạn nên nhớ rằng là đối với những cái bài như này thì cái phần phản quang bên trong của nó rất sáng. Đấy. Phản quang bên trong nó rất sáng nhé. Thì mình có thể ví dụ một cái phần như này. Ở đây mình sẽ lấy cái màu này đi. Mình sẽ lấy sắc độ bên trong của cái phần mắt này. Đúng không ạ? Ok. Thì mình sẽ tô bên ngoài. Được chưa nhỉ? Sau đó mình sẽ lấy thêm một cái sắc độ phần rìa. Rìa. Thì sau đó mình sẽ tô vào đây. Và các bạn có thể thấy rằng là nếu như so sánh giữa sắc độ của đường biên và cái sắc độ của phần phản quang thì sắc độ của phần phản quang ấy nó nhạt hơn khoảng tầm một nửa hoặc là 1/3 đấy, so với sắc độ phần biên nhé. Thì các bạn thấy đánh bóng ấy thì chúng ta đừng cố gắng là đánh phần bên trong nó đen, đấy cũng là cái mà các bạn cần phải lưu ý hơn. Thì thường thì mình thấy là một số các bạn làm nó hay đen cái phần đó, các bạn nên lưu ý để chúng ta có thể tùy chỉnh cho cái bài của các bạn tốt hơn mà nó không cần phải đánh nó quá cầu kỳ. Đấy, các bạn nên nhớ là
không cần phải đánh quá cầu kỳ mà cái bài của các bạn nó vẫn đạt chất lượng. Chất lượng ở đây để độ đậm của nó không phải là độ đậm của phần bên trong mà tập trung chủ yếu vào phần bên ngoài, hay gọi là phần đường biên. Bây giờ mình đang nhấn lại phần đường biên và có phủ phủ lại phần bên trong các cái nét gạch. Dạ, các cái nét gạch. Hãy lưu ý một tí. Để thì chúng ta có thể tăng được cái phần sắc độ của nó lên một cách tương đối hơn. Đấy, tương tự như là phần mũi. Thì thực chất là bản này bạn làm phần mũi cũng ok rồi đúng không? Thì các bạn cũng có thể nhấn thêm, tăng cường thêm một chút cho nó vào 4B, 5B là các bạn có thể sử dụng hoàn toàn ok rồi. Đấy. Tương tự các cái phần này. Tương tự, chúng ta cũng sẽ bắt đầu nhấn các cái phần này vào thôi. Đúng nhỉ? Và phần đậm bên dưới. Phần đậm bên dưới. Để điều chỉnh những cái thứ này thì chúng ta cần sẽ mất mất rất nhiều thời gian cho cái bài này. Để chúng mình cứ nên ít nhất là khoảng tầm 30 phút nữa. Thì ở đây là mình đang ví dụ cho các bạn. Khi các bạn lên được cái quy trình này rồi thì chúng ta cần làm như thế nào? Cứ khoảng 30 phút nữa thì các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Phần phản quang của nó rất là sáng. Thì nếu như mình thấy sáng quá thì các bạn có thể chìm xuống một tí. Nhưng mà đừng để nó bị đen. Để chúng ta có thể tạo được cái chất liệu của nó tốt nhất có thể. Các bạn gợn khối như thế này. Đấy, để cho nó êm. Phù hợp với một số các bạn làm sạch sẽ có cả phần bên sáng như bạn này làm lại là rất là tốt. Thì các bạn có thể tăng cường thêm bằng các cái chất liệu bằng 2B, 3B để nó không quá bị đen nhé. Đây chúng ta có thể phủ một cái lớp chéo qua đây. Rồi. Được chưa? Và tương tự các cái phần khác ở đây chúng ta có thể thôi. Tập trung vào phần đường biên. Được chưa nhỉ? Tập trung vào phần đường biên. Chỗ này nó phải sẫm xuống. Đây là cái bài của học viên online. Đấy, và đây là cái cách giúp cho cái bài của các bạn trở nên tốt hơn, tăng cơ số điểm về chi tiết. Đấy, mà không phải ai cũng biết đúng không ạ? Hoặc là các bạn biết rồi nhưng mà chúng ta không đủ thời gian để chúng ta làm. Các bạn cần phải lưu ý hơn. Nếu như các bạn vẽ ở những cái vị trí nhỏ thì chúng ta có thể zoom vào. Ok. Đấy. Phần tai, phần tóc cũng thế thôi. Không nhỉ? Ta cũng có thể tăng cường thêm vào đây. Gợn khối và nhấn vào. Ok nhá. Thì các bạn làm nếu như chúng ta biết cách làm như thế thì thực sự luôn là nó sẽ rất tối ưu. Tối ưu cho cái bài của các bạn. Phần cổ này chúng ta có thể phân mảng thêm một tí nữa. Tạo nên cái độ đậm. Cái dạng phần nền các bạn cũng sẽ làm như vậy. Phần nền ở đây thì chúng ta thấy là cái chỗ này này. Phần nền thì chúng ta nên để đậm hơn một chút so với vấn đề phần phần tượng. Thì chúng ta cứ đậm thôi nhé. Rồi. Đấy, ok. Thì ví dụ bây giờ mình chỉ dành được khoảng thời gian ít phút như vậy để đẩy cái phần bài này. Thì trung bình thì các bạn nên đẩy tiếp cho nó khoảng tầm 30 phút, ít nhất là 30 phút. Chúng ta có thể tăng được những cái bộ phận xung quanh nữa, rồi là các cái vị trí khác. Dạ. Rồi các bạn nhớ rằng là nếu các bạn xem cái video này mà thấy nó thú vị hoặc là có ích cho các bạn thì các bạn nhớ đừng quên like hoặc là share cái video này. Ngoài ra các bạn là lần đầu tiên mà các bạn xem video này thì nhớ nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh của mình, cũng như là theo dõi các cái video hướng dẫn cho các bạn về chuyên đề vẽ ở những cái phần tiếp theo nhé. Ok, bye bye tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.